chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng nay thì em đi ăn sáng nè. Ăn sáng ở hẻm 35. 35 Trần Đại Xu. Kế bên nhà của anh có nickname là Hoàng Đinh Thang Hoàng. Sẵn dịp cho cô chú anh chị mình nhìn lại hẻm nhà mình luôn nha. Hướng ra này là đường Trần Đình Xu. Đầu đường Trần Đình Xu thì ở đây có cái quán phở. Phở mình tên gì vậy? Không có tên. Tên thì anh không có tên. Phở trong hẻm luôn. Phở hẻm. Hẻm này buổi sáng mát hết chú. Hẻm này buổi sáng mát hết. À. Đây là trường. Dạ. Ô chú bán này nhà chú đây luôn hay sao? Bán trong hẻm thoải mái hay chú? Thoải mái hơn ngoài. Dạ. Khách vẫn thì bán có giờ đó, khách quen thì nhiều. Khách quen thôi mà. Dạ. Chú bán giá bình dân ngon. Trong tỉnh nhà không có khách đi, muốn nhà nó bán 40-50 triệu. Tại nó muốn nhà, bây giờ mèo lắm khoảng 20 mấy triệu. Dạ, là mặt bằng đó chứ đâu được nguyên căn. Mặt bằng, 20 mấy triệu, nó khó mướn. Dạ. Bán ngoài mặt tiền mà phải cái lòng lề đường rộng nữa mới được. Dạ. Mới để xe được chứ không. Rồi 30. Tôi bán giữa 30 ngàn thôi. Không lấy hàng. Nếu mà kiểu 30 người bắt không để giá. Hoặc là không có rau. Đây rau thoải mái. Ở đây thì bán theo hương vị người Nam. Còn đầu hẻm công lộ á là bán hương vị người Bắc. Mỗi chỗ mỗi khác ha. Ừ.
Đó. Cho vị người Bắc thì mặn mặn một chút. Chỗ người Nam thì phở ngọt. Ngọt xương. Chú làm con chén tiếng hột gà luôn. Rồi chú bán dừa ăn lắm. Chắc có chú ở đây lâu năm à. Dạ, cảm ơn chú. Chú đây lâu năm chắc có một số anh chị nhìn ra chú à. Chú sống đây từ nhỏ luôn hay sao chú? Nhỏ. Thì chắc có mấy người ở bên kia nhận ra chú. 55 à. Dạ. Bên 55 à. Không, bên nước ngoài. Ở bên gần đây có mấy anh đi nước ngoài nè. Cái nhà số 13 vậy. Đi mấy anh 13. Dạ. Chứ có mấy người nữa bên hẻm 64 bên kia nữa. Khu này đi nước ngoài nhiều à. Bán hết rồi. Bán hết rồi. Bán hết rồi. Nhà cây cũ nhà này còn nhưng mà cho mướn rồi. Cây cũ chắc chừng 30 năm vậy. Lâu hơn hả chú? Ở hồi cha mẹ luôn. À. Chắc cũng có điều kiện để ở ra chỗ khác rồi hả? Mướn tháng 35 triệu mà cho mướn. Hay đi lên là mấy năm cho mướn. Bên đó là mướn luôn. Bên đó mua. À mua. À, căn này đẻ ra mấy căn. Đẻ mấy căn. Bà mới mua năm kia. Cho mướn mười mấy năm rồi mua cái căn đó. Chú gần đây mà chú có theo đạo không? Chú có đạo không? Không. Không à. Ở đó đây là đạo. À, sớm đạo hả? Giờ bán nhà đi nhiều. Dạ. Ủa chú còn thấy bên kế bên nhà thờ có cái hẻm mà hẻm đi đâu vậy ta? Hay là cái đó là sân của nhà thờ đó. Cái đó là hồi đó là cái nhà cái đó là của nhà thờ. À. Rồi nó chống cha rồi để không vô cha cho. À. Cho rồi nó cất nhà lên. Hồi đó có mấy căn ở trong đó thôi. Nha. À. Giờ ở trong đó giờ nhiều quá. Mới ngăn ra đó. À. Đầu hẻm thấy có cái nhà hàng đen sao để lâu quá vậy ta? Biết chủ ở đâu mà hơn mười mấy năm rồi. Ở đâu? Ở đầu công lộ rồi. Dạ luôn đó. Cứ quả dồn quá. À. Thôi cứ nói đó là gì? Bôn dê hả? Hồi đó là mà theo tiếng Pháp tôi gọi là bôn dê. Bôn dê. À. À. Theo gọi tiếng Pháp mà quen á. À bôn dê là gì ta? Là cứ quả. Cứ quả. À. Theo tiếng Pháp. Dạ. Cái nhà hàng đó thấy là cỡ 20 năm có chứ. Đâu ở mà. Có nào chủ bị bắt luôn. Đúng rồi. Đâu. Giờ à. Rồi giờ
chắc không còn à. Không có làm nhà hàng, thấy để gửi xe không à. Không là cái nhà hàng nghe nó thích lớn lắm. Bên này mua nhà hàng có bao nhiêu. Nhà hàng cũng đôi đắt lắm. Cũng như đâu mà muốn. Chủ nhà hàng đó là công an hả? À, nó công an cũng được. À. Cũng có đầm lắm. À. Bán được có 2-3 năm. Giờ hay để không không? À, giờ để không. Đau nhất cái nhà ở cái sở công an đó, mặt tiền đường của cảnh đạo luôn á. 391 với lại chút, 393 hả? À, vừa qua hết bưu điện. Bên kia đường vừa qua hết cái của. À, lâu lắm rồi. Mấy chục năm rồi đó. Mấy chục năm. Ông đốt cũng là công an. Vậy hả? Ông cất lên á, ông cất lên bên sở công an đó. Rồi. À, cao quá đâu cho. Thấy bên này đó. Vậy giờ để luôn vậy? Để luôn mấy chục năm mà. Chắc nó xin phép sao nên không cho. Mà chứ mấy nhà cái bên cao quá trời. Mà ông đó cũng là công an. Không lẽ bỏ luôn ta miếng đất đó. Miếng đất. Giờ nó gian dở rồi bỏ năm nó mấy chục năm. Miếng đất đó còn cả ngàn tỷ. Chắc sợ không xây được mà cũng không bán được nên để luôn á chứ dễ. Phở ở đây ăn rất là bình dân, rất là ngon. Mai ăn xong rồi chú kể nhiều chuyện hấp dẫn. Nhờ vậy biết thêm nhiều chuyện về xưa nữa. Rồi chúc cô chú anh chị mình ngày mới vui vẻ nha. Ở đây chỉ có 35.000 và cái nhán tiết 7.000 thôi. Ủa 30.000 nhán tiết 7.000 đó là 37.000. Rồi chào tạm biệt mọi người.